Thưa quý vị, ngày mai rằm tháng 8 âm lịch cũng là Tết Trung Thu. Không khí của ngày Tết cho thiếu nhi trong những ngày này lại rộn ràng khắp ngã đường. Những chiếc lồng đèn đã được thắp sáng trên tay các em nhỏ. Mùa Trung Thu đúng nghĩa đã trở lại. Những chiếc đèn Trung Thu được các tình nguyện viên chuẩn bị từ sớm. Không khí của lễ hội trăng rằm tại làng trẻ em SOS Thành phố Hồ Chí Minh ngay từ chiều đã trở nên rộn ràng. Trẻ em trong làng háo hức bước vào đêm hội, ánh mắt, nụ cười lộ rõ niềm hân hoan. Con rất là vui, con được tặng những lồng đèn, ông sao và được diễn văn nghệ. Những món quà đầy yêu thương đã được các mạnh thường quân trao gửi đến 137 đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại làng SOS. Không thiếu những nghi thức truyền thống của ngày Trung Thu, tiếng trống múa lân rộn rã, những chiếc lồng đèn trên tay, các em cùng nhau vui sướng phá cổ. Năm ngoái chơi Tết Thu trong nhà, năm nay Tết Thu ra đây chơi cùng anh chị và những chú cưỡi và chị hai. Đây là cái nguồn động viên để chúng tôi có cái động lực để tiếp tục làm tốt hơn nữa, hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Về phía các con thì các con là tâm hồn trẻ thơ, cho nên các con luôn luôn ngóng đợi, mong là ngày nào cũng Trung Thu như thế này. Những đứa trẻ là con em của công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức có lẽ sẽ không quên những đêm hội Trung Thu như thế này trong cuộc đời mình. Chúng tôi cũng mong muốn là gắn kết cái giá trị gia đình và giúp cho người lao động không chỉ là làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao động mà còn góp phần xây dựng mái ấm hạnh phúc gia đình để tạo một cái nền tảng vững chắc cho xã hội. Rất là vui và bất ngờ tại vì mình cũng đi làm công nhân thôi nhưng mà cũng quan tâm đến mình đó. Những món quà Trung Thu là vị ngọt mà người lớn có thể mang lại cho tuổi thơ của các em nhỏ, gieo vào lòng các em những ước mơ tốt đẹp hơn. Trung Thu năm nay đã trở lại rộn ràng như chính cuộc sống đang hồi sinh mạnh mẽ tại thành phố chúng ta.